Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Nhỏ Đồng Quê. Hôm nay là Diền có mua một mâm bánh bò để đem lên chợ bán ông bà cô chú ơi. Thì bánh bò này Diền đếm lại là giá 4.000 cái, cho nên là mình bán lại 5.000 cái để kiếm lời cho mấy đứa nhỏ đi học cả nhà ơi. Thì bánh bò này là Diền đặt của bác Ba ở bển á. Thì bác Ba đổ theo kiểu là bánh bò tăng châu, châu đốc cả nhà. Thì cái phần nước cốt á đổ vô luôn cái bánh bò luôn. Thì lớp trên nó có mè, đổ đường thốt lốt. Trời ơi cái mùi bánh bò thơm, mùi đường thốt lốt rất là nhiều. Thêm cái vị nước cốt, thêm mè cái nữa thì rất là ngon. Thì đặc biệt là bánh bò này mình chỉ ăn không như vậy thôi, chứ không ngoài ra là không ăn chung với gì nữa hết. Rồi chị, hai cái hả chị? 10.000 là hai cái, một cái là 5.000. Hôm cũng lâu lắm rồi Diền mới lên chợ á nghe cả nhà. Hôm nay rồi mình bán không biết như thế nào nha. À đây cho em gửi, cảm ơn chị nhiều. Chị mấy cái chị? Hai cái luôn. Dạ. Dạ nhiều phi. Dạ này, dạ 10.000 hai cái. Bánh bò này là dạng theo đổ theo kiểu tăng châu, châu đốc. Dạ rồi, em gửi. Cảm ơn chị Phi hai cái luôn ha. Một cái 5.000. Bánh bò, bánh bò đây cô ơi. Nói vào khuyên con Diền ha. Dạ rồi, cảm ơn gì nhiều. Thêm ba hai cái luôn em ba. Lâu lắm rồi mới gặp lại thêm ba. Này, con gửi thêm ba. Con hỏi lại thêm ba 10.000. Cảm ơn thêm ba nhiều. Ngồi mà cái hơi bánh bò nó hực lên nó rất là ngon luôn á cả nhà ơi. Dạ. Mới vừa dọn hàng ra bán nè. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ làm bằng đường thốt lốt. Năm ngàn cái bà Sáu ơi. 5.000 hai ba cái hả? Thì mua cái tặng cái tính tiền hai cái được không? Nhiều. Dạ 5.000 cái. Hai cái đi. Dạ. Cái hả bà Sáu? Con cho cái bọc để vô cho bà Sáu máng về. Vậy là mình ơn bà Sáu ăn à, ông Sáu khỏi ăn. Dạ hai cái luôn. Rồi cho con gửi, cảm ơn Năm. Đi chợ Năm. Dạ. Sao mà ngồi trên đây tôi không thấy. Dạ. Cho con gửi cho bà xe luôn nha Năm. Cảm ơn Năm nhiều. Hai cái luôn ha anh. Trời ơi cái món bánh bò này quá đắt cả nhà ơi. Rồi cho em gửi luôn. Ôi anh không có tiền lẻ hả? Thím ba có tiền cho con đổi thím ba. Dạ cũng được nữa. Dạ 5.000 cái. Dạ dạ chờ con chút xíu. Con đổi tiền hả? Dạ bánh bò bà Bảy ơi. Nay bà Bảy đi chợ mua cá lóc nha. Hấp cho mấy ông kia hấp nha. Này vậy 200. Vậy 200 hả? Không có rồi coi. Chị bà có cho em đổi 200 hả chị? Giấy 50 cũng được nữa. Ừ. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ rồi cho em gửi em 190. Rồi cảm ơn anh nhiều. Cái này của bà Bảy dạ 5.000 cái. Miếng nhiêu ạ? Dạ 5.000. Gửi tao miếng. Dạ. Tao không thấy mày, thấy mày mua hai miếng rồi mới mua. Dạ, con gửi, con cảm ơn. Chị mấy cái chị? Một cái. Đó. Còn dạ, dạ, dạ. Mấy miếng? Một miếng luôn ha. Dạ. Rồi, cho con gửi bà Bảy. Cảm ơn bà Bảy nhiều nha. Rồi, cho em gửi luôn. Cảm ơn chị luôn. Ừ.
Cảm ơn chị Luận. Hai cái luôn. Dạ, hỏi là 70 ngàn. Dạ, rồi. Cho em ké luôn rồi. Khỏi bật ha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Mới đây là hết nửa mâm rồi nè cả nhà ơi. Giật hết phân nửa rồi đó nha. Dạ. Quá trời. Ngồi mà thơm hực. Thơm hực cái lỗ mũi luôn. Cái một cái bùi đường thốt lốt này công nhận thơm cực kỳ. Bánh bò đây chị ơi. Mười ngàn nha. Hai cái luôn. Cái này không đi hả bảy? Mà nhà bánh không thọng. Mỗi bữa là anh hăng đi chợ lắm mà. Thôi bảy lấy 10.000 luôn. Cảm ơn bảy. Chị, bánh bò chị ơi. Bánh bò. Dạ, bánh bò đi. Này là vừa bò vừa đi luôn. Dạ, 5.000 cái. Rồi, cảm ơn luôn. 5.000 cái chị. Hai cái luôn ha. Dạ. Bà Hai, lâu quá mới gặp bà Hai. Vô lấy hay đem ra. Dạ. À, cho em gửi cái. Thôi chị lại 10.000 luôn. Cảm ơn chị. Dạ. Bánh bò cô ơi. Bánh bò đường thốt lốt. Dạ 5.000 cái. Cái này là đổ nước cốt chung vô luôn cái bánh bò luôn á. À, nó rất là thơm. Cái mùi nước cốt nó thật thơm cực kỳ. Dạ 5.000 cái. Hai cái. Dạ hai cái luôn. Nó mấy cái này bà Hai? Cái này ăn nhiều quá mập nè. Ăn nhiều quá mập. Sợ mập. Sợ cũng đâu khỏi à bà Hai. Trời cho mình phát thời phát tướng. Mình nghe lời. Dạ con gửi. Sợ mập. Tại người phát thời phát tướng. Mấy ngàn con? Dạ 5.000 à bà Hai ơi. Một bánh bò chị. Rồi con cảm ơn. Dạ 5.000. Chưa thấy miếng nào được tiền trước đó. Con hồi bà Hai lại ăn 1.000 trước đi. Tốt quá, gì về thăm bà. À bà Hai. Rồi con gấp. Được miếng gạo mà ai ăn gạo quá cũng thăm bà. Rồi. Con cảm ơn bà Hai. Miếng mà lớn hai hộp. Hai hộp ha. Dạ. Dạ bánh bò này là đổ chung nước cốt vô đây luôn á chị. Rồi cho em gửi, cảm ơn chị nhiều. Còn có mấy cái nữa là hết rồi đó cả nhà ơi. Còn 5 cái nữa. Dạ. Dạ. Bánh này ngon lắm. Hầu như là bánh bò này là cái loại bánh dân gian á, cho nên là đa phần là ai cũng đều ưa thích cái món này hết trơn á. À, cái món này nó dễ ăn. Hết luôn hả chú? Ồ, thiệt hả chú? Chú, thiệt hả? Con không tin,
gì con hỏi thiệt hả? Không tin luôn. Không tin gặp đại gia. Để nào ăn dạ ăn liền luôn hả chú? Con để với rú ba hai hộp đi. Dạ hộp ba cái, hộp hai cái đi. Chàng ơi chàng, bữa nay là gặp quý nhân thiệt luôn rồi. Có 25.000 à. Dạ bởi vậy có 25.000 à. À chứ con gửi chàng ơi, con tính bưng đi rồi đó. Con tính đi bán vòng vòng bà ba. Ủa trời bán gì vậy? Dạ hết rồi bà ba ơi, bán bánh bò mà hết rồi. Chết rồi. Dạ hết luôn rồi chú. Chú lại nói là hết luôn đi. Chết rồi còn tiền lẻ không mà. Con vét hết tài sản của con luôn rồi nè. Chú có tiền lẻ. Thôi lại một cha, thôi lại 75.000. Này có không một. 20, 30, 40, 50, 60. 70. Ơi, 75.000. Đây là chín được đó. Cắt tư à. Chú đưa con tắm mà con lọ hồi lại một đống luôn. Mất không có tiền lẻ không lẻ. Dạ. Ai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75.000. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn luôn. Dạ, trời ơi. Chú lời giữ dặn lời bánh mà còn lời nhiều tấm nữa. Dạ, cái thằng bánh bò đã bán hết rồi cả nhà ơi. Còn cái mâm không à. Hôm nay á lên chợ bán bánh bò á rất là đắt luôn. Bà con quá trời ủng hộ luôn. À, bán nhấp nháy chưa đầy được nửa tiếng ủng hộ nữa là đã hết rồi. Hôm nay á là Duyên bán được 200.000. Thì bánh bò là 50 cái đó cả nhà, mình cũng lời được 50.000. Đó. Cũng đủ buổi sáng cho mấy đứa đi học. Thì thôi, giờ Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.